Dạ vâng, A Luân Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, rất là vui em được gặp lại các bác trong clip tiếp theo buổi chiều hôm nay, buổi chiều thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Và trong clip này em xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể các bác cũng như là tất cả quý anh chị em, đó là những đôi loa B3 mã số X15i tiếp tục về cửa hàng. Những đôi loa rất chất, rất đẹp, hàng mới tinh nguyên xốp. Thì em cũng đã giới thiệu sơ bộ ở video trước, đó là em có 5 đôi về hàng. Thì đã lên đường một đôi với combo một bộ sản phẩm cho bác khách hàng, đó là anh chị Bính Nguyên, với tổng bộ là trên 50 triệu. Thì em còn 4 đôi, thì em cũng xin được kính mời toàn thể các bác sẽ cùng đón xem anh em cắt ra, cắt tất cả ra để các bác cùng kiểm chứng độ chất. Và sau đó em sẽ test âm để các bác có thể kiểm chứng được những đôi loa này nó mạnh như thế nào và nó hay như thế nào các bác nhé. Đây ạ, vào đây ạ, các bác sẽ cùng đón xem. Xốp rất đẹp đúng không ạ? Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là tiêm bảo hành cho các bác cùng anh em. Các bác thân mến, B3 là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Sản phẩm do những kỹ sư người Đức thiết kế, phát minh. Và những sản phẩm loa B3 này thì được sản xuất tại Chila các bác nhé. Được sản xuất tại Chila. Thì có thể nếu như nói đến Chila sản xuất thì một số các bác có thể là sẽ không được thích lắm đúng không ạ? Hoặc là kỳ thị đi. Nhưng các bác thân mến, những đôi loa này nó rất là chất. Và thực tế nó sản xuất ở đâu thì em giới thiệu đúng ở đó, chứ em không màu mè là giới thiệu ở nước này nước kia. Quan trọng là cái số tiền của các bác bỏ ra nó xứng đáng với chất lượng. Loa mới tinh nguyên hộp xốp, em xin phép là cậy tất cả ra luôn các bác nhé. Cậy tất cả ra luôn và em sẽ test âm để các bác sẽ cùng cảm nhận được cái độ rung mạnh uy lực, chất lượng của nó. Bát 40 từ 220 con 100. Em sẽ mở hết tất cả 4 đôi luôn các bác nhé. Đấy, đóng rất cẩn thận các bác, nhìn này, xốp đúng không ạ? Túi bóng bên ngoài. Hàng vừa về xong các bạn, vừa về xong. Vâng. Và có một cái điều đặc biệt đấy ạ, có một cái điều rất là đặc biệt ở video này thì em xin được chia sẻ như này. Thì những cái hộp của nó, các bạn lưu ý nhá, tất cả các hộp đúng không ạ, đều được kỷ niệm một cái lỗ các bạn nhá. Đúng, tất cả các hộp luôn, hộp nào cũng được kỷ niệm một cái lỗ. Đấy, các bạn biết vì sao không ạ? Đây là những cái sản phẩm được kiểm tra rất là ngặt nghẽo trước khi về. Sản phẩm này trước khi về Việt Nam đấy ạ, nó được lưu kho khoảng ngoài 1 tháng các bác nhá, ngoài 30 ngày để đảm bảo cho vấn đề rất là an toàn dịch bệnh không nhá. Đấy, nó được lưu cữu hơn 1 tháng và trước khi về Việt Nam thì tất cả những thùng đều được rạch ra. Đấy, bên phía lực lượng này kiểm tra xem bên trong các bạn. Đấy, ví dụ như này đúng không ạ, em thấy là tất cả các loa đều có những lỗ rạch, kiểm tra xem là bên trong là loa có thật là loa hay không đúng không ạ, hay là một số thứ khác. Nói chung là rất là cẩn thận chứ không phải là đơn giản đúng không các bạn. Đó, và các bác sẽ cùng vào trong xem độ đẹp nhá, độ chất của những chiếc loa này và em sẽ test âm video này. Và em cũng đã giới thiệu rồi, em về thêm được 2 đôi loa JBL hàng bãi. Đây là đôi 4725X các bác nhá. Bát 40 dáng 4 số và một đôi JBL 715. Bát 40, bát leo từ leo đúng không ạ? Bát leo tép leo. Đây các bác nhìn cái xốp này các bạn. Cái xốp rất là chất luôn, đóng cực kỳ là cẩn thận các bác nhá. Đấy, nó đẹp từ những cái gọi là nhỏ nhất ấy. Một cái răng Miltrix này các bác lưu ý này, rất là đẹp các bác nhá. Răng Miltrix này dòng của nó rất là lớn. Cái răng Miltrix này dòng rất là lớn, nó không giống như những răng Miltrix ở bên ngoài các bác nhé. Đó, và anh em đang khui tiếp các bác nhá. Tất cả đều là hàng mới tinh. Em khui tất cả ra luôn để cho các bác của anh em xem, tham khảo và ngắm nhìn. Và giá cho đôi loa B3X15i mác đôi này đúng không ạ, hàng mới tinh này các bác nhá, là 28.500.000 đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng các bác nhé.
Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm và gửi đi các tỉnh thành trên toàn quốc thì em sẽ gửi hàng đến tận nhà toàn thể các bác. Các bác vui lòng đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng. Và cước cho một đôi loa này thì dự kiến khoảng từ 800 đến trên 1 triệu các bác nhé. Đi các tỉnh thành, gửi bưu điện các bác nhé, gửi Vietlam Boss này. B3X15i mác đôi 25 mã các bạn. Có cả phiếu bảo hành cho các bác của anh em. Rất đẹp. Ok. Và vào trong nhà em sẽ test âm cho các bác cùng anh em trải nghiệm nhé. Vâng ạ, nó đây các bác này. Đúng không ạ? Nó đây. Thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. Các bác nhá. Đó, bác nào thích gọi là bóng lứ đen cườm thì các bác phải mua hàng mới tinh này các bác này, đúng không ạ? Đấy, bóc xốp ra này. Đúng không ạ? Còn đây là hàng bãi các bác nhá. X15i là hàng bãi em đang không còn. X12i hàng bãi ngày hôm nay em đang còn hàng giá 14.800 các bác nhá. Đây là hàng bãi, đúng không ạ? Còn đây là hàng mới. Các bác thấy không ạ? Rất đẹp, đúng không ạ? Lưới này, sơn tĩnh điện. Cực đẹp luôn. Thiết kế rất là khỏe khoắn. Bây giờ em sẽ test âm nhé, để các bác của anh em trải nghiệm xem nó mạnh đến cỡ nào nhé, nó giữ cỡ nào các bác nhé. Để em sẽ test một bản nhạc cho các bác của anh em trải nghiệm. Đấy, anh em sẽ cắm dây loa và em sẽ quay về thông tin của sản phẩm cho các bác của anh em. Các bác nhìn này, hàng xịn đúng không ạ? Nó chi tiết từng thứ một. B3 Beta 3 X15i mác đôi. Mã vạch coi nhá. Đúng không ạ? Mã vạch. Tem QC đúng không ạ? Đường vào input, đường link các bác nhá. Hoạt động giải tận là 42Hz. 42Hz. Đây em sẽ cắm lên loa toàn thể các bác. Ok. Tới 16 ký. Công suất 400W một chiếc các bác nhá. 400W một chiếc. Ô lúc anh đấu tín hiệu rồi, để nguyên như thế. Độ nhạy 95 dB, độ trở 8 ohm, trọng lượng 37,5 kg, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ test âm cho các bác của anh em trải nghiệm nhé, đúng không ạ? Ok. Thùng gỗ các bác nhá, thiết kế cũng rất là nhỏ gọn thôi, xinh xắn cho các bác của anh em sử dụng ở gia đình, đi làm sự kiện, quán bar, phòng trà, trong những chuỗi KTV. Em sẽ đặt máy ở đây. Đúng không ạ? Đặt máy đánh giá. Các bác của anh em nghe trực tiếp nhá, một bản nhạc. Em sẽ vặn. Ok. Vâng ạ, xin mời các bác. Em sẽ vào đây các bác nhé. Như thế nào các bác cho em xem ý kiến, đúng không ạ? Bằng những con mời toàn thể các bác, em xin được trân trọng giới thiệu lại hàng mới tinh nguyên xốp, hàng xịn, giá 28.500.000 đồng một đôi, chất âm rất hay. Và đó là những bản nhạc non tốt. Vậy thì một bản nhạc bình thường thì sao? Mời toàn thể các bác đi được không ạ? Em sẽ một bản nhạc rất là nhỏ thôi để các bác cảm nhận tiếng bass. Ok, xin mời các bác, em sẽ cho to lên. Hiểu về chất của những đôi loa này rồi, vì là nó là hàng thương hiệu xịn, đúng không ạ?
Và các bác của anh em thân mến, các bác và mọi người có nhu cầu mua sắm combo những bộ sản phẩm karaoke đúng không ạ? Hoặc những thiết bị đổi tử âm thanh như loa, van, lưng, lọc, mic đúng không ạ? Thì các bác liên hệ cho em nhé. Qua các số máy em xin được chia sẻ đây ạ. Đấy, và đặc biệt cửa hàng em hỗ trợ chương trình trả góp các bác nhé. Các bác có thể mua trả góp tại cửa hàng. Và em xin phép gửi lời chào đến các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.